Phần 7 vừa được phát hành, bản patch đầu tiên mang đến phiên bản Vikendi hoàn toàn mới với địa điểm và địa hình được cập nhật, cách thức mới để đi quanh hòn đảo đang tan băng. Có cả gói phần thưởng theo chủ đề Vikendi trong Survival Pass Cold Front. Tất cả và hơn thế nữa trong bản cập nhật 7.1. Khi Vikendi vắng bóng ở phiên bản trước để nhường chỗ cho sự ra mắt của Karakin, chúng tôi đã hứa sẽ mang nó trở lại với diện mạo mới mẻ. Bản cập nhật cho Vikendi mang tới nhiều thay đổi. Ta hãy điểm qua một vài điều mới nhé. Mảng tuyết lớn dọc suốt hòn đảo đã được loại bỏ trong Vikendi nhằm giúp cải thiện vấn đề tầm nhìn mà người chơi từng gặp phải. Hãy gọi đó là xuân tới băng tà. Trong thời gian chơi thử Vikendi, một số bạn nghĩ khu vực tuyết bị loại bỏ hơi quá đà nên có diện mạo mới được tạo ra cho vùng phía bắc của đảo quanh khu vực sông băng. Cùng lúc vùng phía nam của đảo vẫn được giữ quang đãng hơn đôi chút. Các loại thời tiết cũng được cập nhật với tùy chọn trời quang hoặc trời tuyết. Thay đổi lớn nhất ở Vikendi mới là cải tạo công viên khủng long. Tiến vào xứ sở khủng long, công viên giải trí tiêu điều với quá khứ xưa rồi. Nhận vé tàu nhanh đến vòng lưu quay mới ở xứ sở khủng long. Hay tham quan bảo tàng không hướng dẫn trong núi lửa. Vẫn không tốn phí tham quan, nhưng công viên đã tăng gấp đôi điểm hấp dẫn khách du lịch với khu thương mại được cải tiến và tiệm quà tặng. Hãy để xứ sở khủng long là điểm đến đầu tiên ở Vikendi. Alex và bạn bè rất nóng lòng thấy bạn rơi xuống. À không, là ghé qua chứ. Bắt chuyến tàu tới xứ sở khủng long hoặc các nơi khác nhờ hệ thống đường sắt mới của Vikendi. Nhảy lên một trong 9 chiếc tàu mới tại 12 trạm quanh hòn đảo và du lịch có phong cách tới khắp vùng. Phương tiện giao thông mới trên cả cuộc vật không hẳn là ổn với tất cả mọi người. Dịch vụ xe trượt tuyết và xe lướt tuyết đã hoàn toàn phá sản, bạn không còn thấy chúng trên Vikendi. Các phương tiện khác cũng được điều chỉnh tỷ lệ xuất hiện. Vikendi mới cung cấp nhiều điều nên chúng tôi không thể kể cho đủ. Bạn hãy kiểm tra chú thích bản vá để biết thêm chi tiết đầy đủ. Cùng với cảnh quan mới là Survival Pass hoàn toàn mới, Cold Front. Đủ bộ diện mạo mới giúp bạn ấm áp trên sườn dốc lạnh. Cold Front còn có phi vụ cộng đồng thông quen để mở khóa diện mạo mới miễn phí và một số truyền thuyết bao quanh hòn đảo hoa quả. Video sắp tới sẽ thể hiện nhiều điều mới hơn. Trong gói phần thưởng Survival Pass, bạn có thể truy cập patch.pubg.com để xem thêm. Bản cập nhật 7.1 còn mang đến lựa chọn mới cho những người thích bắn tỉa hành động với Machine Nagant. Khẩu Machine Nagant sẽ được cộng vào tỷ lệ xuất hiện SR hiện có để việc lựa chọn súng dài thêm đa dạng trong các cuộc đối đầu. Có thể tìm hiểu số liệu kỹ thuật của Machine Nagant qua tệp đính kèm trong ghi chú của bản vá. Một điều cuối cùng, hiện chúng ta có 5 bản đồ. Chúng tôi đã thực hiện thay đổi cần thiết để lựa chọn bản đồ. Hãy đọc ghi chú bản vá để xem tùy chọn nào có sẵn trong khu vực của bạn. Phần 7 đây rồi. Hãy bắt đầu một chuyến tàu và đích thân chứng kiến mọi điều mới. Có rất nhiều người sống sót đang chờ để bấm vé của bạn. Hẹn gặp lại ở ngoài chiến trận. Phần 7.